Yo, xin chào anh em. Anh em xem tập trước mình chung có lợn đi nhá. Đỉnh nhá. Ảo ma đúng không? Ai mà chưa xem ấy thì nhớ quay lại xem nhá. Tập trước thôi nhá, không phải tập đâu xa đâu. Nhưng mà phải xem hết tập này đã rồi mới quay lại tập trước xem. Ok. Nói chung là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục có một cái màn chôn nữa anh em ạ. Những cái màn chôn này ấy, nó hơi nguy hiểm. Nhưng mà không phải là mình nghĩ ra đâu anh em. Có rất nhiều bạn comment bảo mình làm nhá. Thì nói chung là những cái bạn comment bảo mình làm cái tình huống này là những người không yêu thương mình. Các bạn comment bảo mình là anh ơi, thử gọi điện cho một người con gái khác, xong rồi nói chuyện theo kiểu thân mật ấy, để xem là chị Bạch My sẽ phản ứng như nào. Nói chung là mọi người muốn xem phản ứng của Bạch My, muốn xem cái sự ghen tuông của Bạch My đúng không? Mình thề luôn cái màn trôn này ấy, nó cực kỳ nguy hiểm. Nó còn nguy hiểm hơn là hôm ấy mình đi vào chuồng cọp luôn ấy. Ngày hôm nay là kiểu đi trêu sư tử mà không có đồ bảo hộ anh em. Nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng hy sinh cái bản thân này để mình làm cho anh em xem cái video này nhá. Ok, nhưng mà trước tiên ấy, mình sẽ có một trò chơi để gọi là test nhân phẩm anh em ạ. Lại cái trò chơi trên TikTok thôi, nhưng mà vẫn phải đi rủ Bạch My chơi cùng nữa. Chơi xong rồi mình sẽ trôn cho anh em xem. Let's go. Alo, rảnh đúng không? Xem hoạt hình mình chẳng rảnh. Em có muốn test nhân phẩm tí không em? Làm gì? Em biết cái trò cửa bóng nước ở trên TikTok không? Biết. Bây giờ chơi trò đấy không? Bóng bay đấy. Ôi sợ không? Sợ nước không phủ vào mặt không? Bình thường anh em trên mạng khi mà vào cái là thấy người ta chơi luôn đúng không? Đây, trước khi chơi phải lồng bóng này hơi bị vất vả luôn anh em. Liệu lồng được bao nhiêu quả rồi? Anh đến đây bao nhiêu quả rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quả đấy. Hết chỗ này xem đường nhá. Liệu hay nào. Ê, đến qua thứ 7 bắt đầu hơi gian nan rồi. Ôi chị, thôi nó tụt vào trong. Anh ơi cả đây rồi. Nó tụt quả kia vào trong. Khó phết đấy. Mình lôi quả này ra, nó tụt vào trong. Chặt cho em. Em không biết đấy. Thử cố nhét quả nữa xem có được không nhá. Thể nhét được thêm mà mọi người ạ. Tổng cộng là được 9 quả. 9 quả thôi nhá. Đó, bây giờ chúng ta cần bơm nước vào nữa mọi người. Đâu có bơm được vào không? Ui, ui, chạy vào mặt em. Cái quả dưới này. Em làm nó bị kẹt rồi. Như quả đu đủ. Thêm nữa nha. Em nghĩ được rồi đấy anh ạ. To quá em sợ. Xong anh em, đã set up xong. Bây giờ là tìm người chơi đầu tiên thôi. Em chơi trước đúng không? Chính anh. Chính anh. Tưởng em giơ tay. Cái này nó vừa vỡ vào mặt thì sặc không em? Sặc có. Sặc nước. Không, em chơi trước đi. Anh chơi trước đi. Thôi hình đi. Được. 1, 2, 3. Yeah, 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 yeah. Anh chơi trước. Nào, 3, 2, 1. Đổi dao, đổi dao. Sợ quá. Ồ. Em không dám mạnh tay nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hả mồm đó, để cho nước nó chảy ra. Ê, nó rách rồi mà sao nó không vỡ ra nhỉ? Đau không được, đau không được. Ủa sao em cưới đâu vậy? Sợ quá. Ôi chết rồi. Sợ quá. Ôi đến rồi. Anh Mạnh ơi anh. Anh hãy chọc Mạnh nào. Anh hãy chọc Mạnh nào để nước nó tuôn trào vào gương mặt anh. Chết. Ôi! Ôi! Chết rồi anh ơi. Anh đã bảo em ở cuối. Cuối cuối em có cuối từ làm không em? Anh chồng cho em đi nhấn nhưng phải đếm anh ạ. Phải đếm anh. Bỏ tay chứ. Sẵn sàng chưa? Chưa. Đến. Wow. Anh phải đi. Má đâu nghe. A few inches later. Ok anh em. Đúng như lúc đầu mình nói, bây giờ mình sẽ bắt đầu màn trôn của mình nhá. Giờ chúng ta cần một cuộc gọi thân mật. Đợi con lợn đi thay đồ xong rồi anh em. Hồi hộp thật đấy. Mình mà có bị làm sao, anh em chịu trách nhiệm nhé. Ừ, em dậy chưa? Dậy đi. Dậy đi, anh đưa em đi ăn. Ừ, em... Bây giờ em dậy đi, xong anh phi qua nhà em luôn. Cho em đừng có nhắn tin cho anh, để anh nhắn tin cho em thôi. Em nhắn tin cho anh là con sư tử nhà anh, nó biết đấy. Ừ, bây giờ em muốn ăn cái gì cũng được. Em muốn ăn cái gì anh đưa em đi ăn cái đấy. Nhớ nhá. Dậy đi, dậy đánh răng rửa mặt đi nhá. Xong rồi nghĩ xem ăn gì thì anh chiều em đi. Ăn gì? Ăn gì? Ui. Mày gọi điện cho ai đấy? Mày gọi điện cho ai? Gọi điện cho ai mà nhỏ thôi, đừng nói sự thủ nhà anh nó biết hả? Mày gọi cho ai? Mày gọi cho ai? Vỡ điện thoại rồi. Tao đang hỏi là mày gọi cho ai mà mày không được đánh chống lại, mày gọi cho ai? Toàn luôn được còn đâu. Mày điên à? Điên điên cái gì bây giờ, tao không cần biết. Điện thoại mày hỏng là đã đáng rồi, mày bây giờ mày gọi cho ai? Mày thân mật với ai mà đi đón con nào? Nào mà em dậy chưa đến răng rửa mặt thì anh đón em đi ăn con nào? Hả? Có cái quán gì mà trêu mày một tí rồi nó cho mày cái điện thoại luôn này. Mày cầm đi. Cái vai trưởng anh em ạ. Vỡ luôn điện thoại rồi, giờ bật mình không lên nữa này. Đấy, mình đã bảo rồi. Là cái màn chôn này nguy hiểm vãi trưởng á. Không thiệt thân thì cũng thiệt tài sản. Thôi, ba anh em.